Dạ, con chào cô chú nha. Dạ, cô chú ơi, thì hôm nay cô chú lên đây nhờ giúp đỡ vụ việc gì? Đi tìm cô chú. Dạ. Lạc ngâm, bà chán lại mấy này. Dạ, đi tìm con ạ. Dạ. Dạ, cô chú ơi, cho con xin phép được hỏi tên cô chú nha. Dạ. Cô tên là gì? Nguyễn Thị Cô. Cô đến từ đâu? Từ Cần Thơ, quận Bình Thủy. Dạ, từ Cần Thơ ạ. Dạ rồi, thì còn chú ạ? Chú tên là gì? Trần Hậu Thanh. Dạ, chú cũng đến từ Cần Thơ luôn ha. Dạ, thì cái sự việc của con nhà chú mất tích như thế nào cô chú ha? Nó đi làm á, shipper rồi sao chủ kêu nó đi trên Kiên Giang mà nó đi xe lơi, xe tải làm lơi mà sao tới giờ luôn liên lạc gì có 2 bữa thôi. Dạ, tìm là... có 25 tỷ tháng 6 liên lạc là được có 27 tỷ là rồi luôn. Dạ cô ơi, cho con xin phép được hỏi là con trai nhà mình tên là gì và năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Dạ, 16 tuổi, tên Trần Thanh Nam. Dạ. Sinh 2006. Dạ. Tức là cái thời điểm con nhà mình mất tích đó là cháu nó đang đi làm shipper ạ? Dạ, shipper gói quà đồ đó, rồi cái nó ở nhà nó gói luôn rồi. Đằng tiệm á, đằng công ty á. Dạ. Rồi hồi trong Tết nó làm được nửa tháng, mùa qua Tết nó làm tới được 3 tháng mấy gì đó. Rồi cái chủ điền lên Kiên Giang mà sao tới giờ. Dạ. Tin tức là từ cái thời điểm mà con trai nhà mình đó ha. Ừ. Bỏ đi á thì cô chú có liên lạc gì được không? Không, liên lạc được cái 2 bữa thôi, rồi cái bữa sau liên lạc tới sao chứ cô liên cũng không được luôn, rồi cha nó liên cũng không được luôn, rồi mở cậu liên cũng không được luôn. Dạ. Cô ơi thì cô cho con hỏi ha, thì trong lúc con trai nhà mình ở nhà thì cô chú có la dạy gì bé không? Hồi tới giờ không có đánh được cây. Nó là con ngoan lắm, nó có một mình đó à. Cô chú có một mình bé thôi ha. Nói gì à, dạ thương, la gầy là nó vô mùn, nó đắp mền rồi. Dạ. Nó không bao giờ nó trả lời mà ít la nữa đó. Dạ. Thì con trai nhà mình có nhiều bạn bè không cô chú? Con trai thì đi học đó, thì có bạn bè mà nó không có đi chơi. Nó đi học về là nó vô mùn. Dạ. Vô mùng nó ở giống buồn, ở tới chiều chừng nào đi học về để đi vô mùng mà nó không có đi đâu chứ. Ủa cô ơi, là con trai nhà mình đi shipper, làm shipper hay là đi học ạ? Đi học rồi, bữa nào đi học, còn bữa nào cũng đi học thì làm. Là học cái gì ạ? Cô học ở trường hay sao ạ? Học ở trường, học chữ, học mới lớp 10, chủ trường này vô là mấy lớp 11 nè, nó tính nghỉ hè nè, nó đi làm, nó kiếm tiền đi, đóng tiền trường á. Tức là con trai nhà cô chú đang còn đi học đúng không ạ? Dạ. Và những cái lúc rảnh rỗi ngày nghỉ thì con trai nhà mình là đi làm shipper đúng không ạ? Dạ. Hoặc là buổi tối thì con trai nhà mình đi làm shipper hay sao cô đúng không? Đi ban ngày. À đi ban ngày. Kể tí mà học buổi thì làm buổi chiều dạ. Nó về. Tức là bé đi học một buổi còn buổi chiều về là đi làm shipper đúng không ạ? Dạ. Bộ nhà mình điều kiện khó khăn lắm sao mà bé phải đi làm? Nghèo lắm, hộ nghèo cho hộ nghèo luôn. Nghèo lắm ạ. Dạ. Thiếu nợ rồi, nó thấy mẹ thiếu nợ ấy. À. Thiếu nợ 20 triệu nhà nước ấy. Dạ. Thấy nghèo rồi, cha nó mằng không hà cô hiền bệnh nhất nè. Nhất giờ đi đâu có được, viết tay tê nè, nó có đi làm ở nhà nữa. Không có mình cha nó làm, mà không có đủ. Dạ. Quá trời cái điều kiện nhà mình rất là khó khăn và không đủ cái khả năng để chi trả trong cuộc sống nên mà bé vừa đi học và vừa đi làm để phụ giúp cha mẹ đúng không ạ? Dạ. Và trong cái thời gian bé đi phụ giúp cha mẹ đi làm shipper thì bỗng dưng bé mất tích đúng không ạ? Là cô đã hỏi những bạn bè mà em nó hay chơi chưa? Hỏi rồi, mấy thằng bạn bè là nó lo học mà nó ở nhà không có đi. Dạ. Cô ở dưới Cần Thơ cô đã đi tìm khắp nơi cho cô ha? Hết trơn luôn. Báo công an nữa, rồi công an ấy thì thằng giỏi thì giỏi hoài cô cho con đúng lòng quá, con thấy ở trên mạng ấy. Dạ, là cái sự là cái sự việc của nhà mình đã báo cơ quan chức năng cho cô ha? Báo hết trơn công an luôn. Dạ. Cô ơi thì cái trường hợp này á thì
bọn con sẽ ghi hình của cô lại ha. Và đăng lên các trang mạng xã hội để cho em hoặc bạn bè của em nó có thấy thì sẽ giúp em nó quay trở về nhà cô nha. Thì cô chú cũng đừng quá đau lòng nha. Dạ chú anh Hải với mấy đoàn anh Hải có kiếm được con em dùm em. Cô ơi, cô cũng đừng quá đau lòng quá cô nha. Cô phải giữ gìn sức khỏe nha cô nha. Không gài bệnh luôn. Cô ơi, thì cô có lời nào cô muốn nói với lại con trai của mình để con trai của mình trở về không cô? Dạ, cứ không về đi Nam ơi, về với mẹ cha đi, mẹ cha mà không nổi gì cha ghét bệnh luôn á con ơi. Nam ơi, em có xem được cái video này thì em có thấy được rằng là mẹ và cha em lặn lội từ Cần Thơ, miền Tây hàng trăm cây số để lên Bình Dương nhờ hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm em để giúp đỡ. Em có thấy được thì em hãy nhanh chóng em quay trở về nha Nam nha. Anh vừa rồi anh cũng có nghe cái câu chuyện của mấy em chia sẻ Nam. Thì em cũng rất là giỏi, em cũng vừa đi học mà vừa đi làm. Em cũng rất là giỏi. Thì anh biết được rằng là em cũng vì thương cha thương mẹ muốn phụ giúp gia đình. Nhưng mà Nam ơi, nếu mà em có lỡ đi đâu rồi hoặc em có làm công việc ở đâu á thì em xem được clip này thì em trở về nhà Nam nha. Mẹ cha em rất là mong nhớ em rất là nhiều. Thì cô ơi cho con hỏi ha. Thì con trai bé nhà mình á cô, thì từ trước giờ rất là ngoan đúng không ạ? Rất là ngoan và rất là thương cha mẹ đúng không ạ? Thương lắm, cô hiểu lắm. Cô mà nằm trên giường đi đâu về mệt lên giường nằm hỏi mẹ bệnh ơi mẹ để con đi mua thuốc cho mẹ uống. Thì cái trường hợp của con nhà cô á, khả năng là bé một là bị chắc bị bạn bè rụ rỗ đi tìm một cái công việc nào đấy hoặc nhiều cái lý do khác, thì chúng con sẽ cố gắng hết sức để tìm kiếm con của cô về nhá. Mong cô cũng đừng quá đau lòng cô ha. Cô cũng có bệnh nền đúng không ạ? Cô có bệnh thì cô phải giữ gìn sức khỏe cô nha. Bệnh không gầy á cô, gán rồi vậy đi kiếm con. Dạ thưa quý cô chú anh chị, bà con cô bác cộng đồng mạng, thì như quý cô chú anh chị và bà con cô bác cộng đồng mạng cũng đã thấy, đây là hình ảnh người cha và người mẹ lặn lội hàng trăm cây số từ ở dưới Cần Thơ quý cô chú anh chị lên Bình Dương để nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ vụ việc đó là tìm con trai của cô chú. Thì như cô cũng chia sẻ thì gia đình cô điều kiện cũng rất là khó khăn, mẹ thì bệnh, cha thì cũng đi làm không đủ chi tiêu, nên mà cậu con trai thấy thương cha mẹ thì cậu con trai buổi sáng thì đi học và buổi chiều thì đi chạy shipper để phụ giúp cho gia đình. Thì trong một cái thời gian chạy shipper thì bỗng dưng thì cậu con trai này thì mất tích. Thì hôm nay thì cha và mẹ từ dưới Cần Thơ lên đây để nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ để tìm kiếm con trai về. Thì em cũng rất mong tất cả quý cô chú anh chị, bà con cô bác cộng đồng mạng trong cũng như ngoài nước xem cái video này và chia sẻ lan tỏa để cho em hoặc bạn bè của em hoặc những ai mà đang giữ em thì làm ơn chỉ dùm về cho em về với gia đình. Qua số điện thoại, cô ơi cô đọc số điện thoại nhà mình đi ha. 0971431140. Cô đọc lại một lần nữa đi ạ. 0974030 9297. Dạ thưa quý cô chú anh chị và bà con cô bác cộng đồng mạng, đó là số điện thoại của mẹ em Nam đúng không ạ? Mẹ em Nam thì bà con cô bác nào có thấy em ở đâu, em ở đâu thì làm ơn chỉ cho em về giùm với gia đình. Mẹ cha em đang rất là lo lắng cho em. Và ai có thấy em Nam ở đâu thì cũng liên hệ về với đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải qua số điện thoại 0913785858 để giúp cho em sớm quay trở về nhà đoàn tụ. Thưa quý cô chú anh chị và bà con cô bác, nhiều ngày qua có rất nhiều vụ việc các em, các cháu, con thanh thiếu niên bỏ đi rất là nhiều. Và rất là nhiều cái tình trạng mà cha mẹ đi tìm con. Thì em qua cái clip này thì em cũng rất mong quý cô chú anh chị và bà con cô bác hãy quan tâm tới con cái mình nhiều hơn ha. Và hãy thấu hiểu, hãy tâm sự với con, lắng nghe con để mình biết được là con cần gì và muốn gì, để con để thấu hiểu được con nhiều hơn ha quý cô chú anh chị và con cô bác ha.
Dạ rồi cô ơi, thì cái sự việc của cô thì đội y sĩ Nguyễn Thanh Hải đã tiếp nhận cô nha. Thì cũng mong cô hết sức bình tĩnh, đừng quá đau lòng quá cô ha. Thì giúp cho cô đi. Thì đội sẽ cố gắng hết sức cô ha. Cô có làm một lắm. Dạ rồi, thì cô cũng đừng quá đau buồn nha. Dạ rồi, thì em cũng xin kết thúc cái video tại đây. Và em kính chào quý cô chú anh chị, bà con cô bác, cộng đồng mạng trong cũng như ngoài nước. Em xin chào và em xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn. Con chào cô nha. Con chào chú nha.